Chào anh em nhá, chào anh em đã đến với kênh của mình. Nay mình đang dọn mấy con hu. Thì có cây này nó không có lam xích thì mình để rẻ cho anh em, mà cái tay thắng nó không có nhá. Cây này thì nó là 162. Bây giờ mình sẽ test nổ luôn cho anh em áo gió của nó đây. Đấy, áo gió của nó. Nói chung anh em nào quan tâm thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0947 207 718 nha. Mình là Toàn ở Đắk Lắk, vụ bổn Công Bách Đắk Lắk. Thì mình sẽ test luôn cho anh em, test nổ và test bơm nhớt. Thì đó là hai cái cơ bản nhất đầu tiên đã. Và cái máy này thì không có gì sửa chữa, chỉ có thay cái ống xăng này thôi. Thay ống xăng. Ống xăng của nó lâu ngày nó cứng, nó nứt này nha. Cứng nó nứt này. Cái dòng này thì hầu như là thay ống xăng nhiều. Đây anh em. Nói chung anh em về xài. Anh em mà đang xài cái máy Trung Quốc thì anh em chuyển sang cái máy này thì nó cũng bền hơn rất là nhiều luôn. Máy này là máy chính hãng của Thụy Điển anh em nhé. Máy này là chính hãng của Thụy Điển. Nòng niếc có ký hiệu của nó luôn. Đấy. À, đây là con ốc này của Việt Nam này. Ốc này là của Việt Nam. Đây anh em. Ngoại hình nó đây. Hàm rồng, hàm riếc. Mặt mũi thì cũng còn khá tốt. Bô này thì hơi xét tí. Thì mình để rẻ cho anh em về gắn lam chạy. Nhớt mà nó phun ra đây luôn à, chứ không phải là chảy gì gì đâu nhá. Tay nó rung khó bạn quá. Thì anh em nào quan tâm thì liên hệ với mình. Cái máy này mình để cho anh em hơn 2 triệu thôi. Không có lam xích. Nên nhớ là máy không vệ sinh thì không có bảo hành. Đó. Chỉ bao cho anh em là nòng bít tông bạc đẹp, bơm nhớt ok, máy nổ sống. Thay ra bơm rồi nhá. Thay ra bơm là anh em không có sợ, không phải lo lắng. Đấy, thay ra bơm mà không có sợ nó về nó chai lại nhá. Thay ra bơm đây, bật lại cho anh em. Thì 2,5 triệu. Giật lên cái két, cái là do cái này nó hơi khô ấy nha. Bật công tắc lên lại nha. Vậy anh em gắn lam xích của Huvana bỏ vào. Huvana 365 bỏ vào chạy. Thì nếu mà dùng cái cây máy này mà bây giờ so với lại những cái cây máy Huvana tầm cỡ 3 365 mà tầm cỡ 3 triệu thì 365 tầm 3 triệu là nó không có bền lại bằng. Tại vì anh em biết cái 365 bây giờ nó khoảng tầm 9-10 triệu mà bây giờ nó người ta bán cũ chỉ còn tầm 3 triệu thôi thì chắc chắn là nó sẽ không rẻ bằng, không bền bằng. Thì nòng piston mà mình bao zin. Tất cả zin hết. Côn kiếp này kia còn khá tốt đấy. Thì máy này chưa có vệ sinh chứ còn rửa lên thì nó cũng sáng sủa sạch sẽ lắm anh nha. Nhiều quá giờ bán là kiểu hàng bao này cho anh em về xài nó rẻ ha. Qua 2,5 triệu mình về tự xử.
tự rửa lấy, mình bao cho anh em là nó sông nổ gắt, ok garanti, ok. Bơm nhớt nó ra này nha, đất còn nguyên đất của bên kia luôn. Cái này nó kêu cạch cạch là do cái côn này thôi, côn này nó văng là nó chạm thôi. Còn cái này thì bắn ra kéo căng nó so lại cái là ok. Bơm nhớt tuyệt vời. À, anh em lưu ý là máy là không có làm xích nhá, máy có thế này thôi. 2,5 triệu cho anh em. Còn anh em là thích rửa thì mình rửa sơ qua cho nó sạch sẽ thôi. Còn lưu ý là chốt luôn, còn không có cái chuyện rửa xong rồi mới chốt thì mình sẽ tính giá khác luôn cho anh em. Rửa vệ sinh xong thì nó lại tính khác. Vệ sinh là mình sẽ tính vào bảo hành rồi này kia. Còn bây giờ để như thế này. Để anh em thử vệ sinh cái máy, nó thời gian lắm.